Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube channel của mình. Thì có rất là nhiều bạn nhắn tin trên Zalo, Facebook hỏi em là: "Anh ơi, làm thế nào để phát trực tiếp trên TikTok? Điều kiện phát trực tiếp trên TikTok như thế nào hả anh? Và khi em đủ điều kiện phát trực tiếp trên TikTok rồi, tại sao em không phát trực tiếp trên TikTok được, không live và stream trên TikTok được? Lý do vì sao hả anh? Anh có thể giúp em được không?" Thì mình cũng rất là cảm ơn câu hỏi và thắc mắc của bạn gửi cho mình. Thì đa phần thì rất là nhiều người cũng có trường hợp câu hỏi thắc mắc giống như bạn. Chính vì lý do đó thì em làm video này hướng dẫn chi tiết giải đáp thắc mắc cho tất cả anh chị em. Ok, điều kiện để chúng ta phát trực tiếp trên TikTok là chúng ta cần phải đạt 1.000 lượt follow trên TikTok, nghĩa là chúng ta cần phải đạt 1.000 người theo dõi trên TikTok của mình. Thì nếu như bạn nào chưa đạt đủ điều kiện 1.000 lượt người theo dõi trên TikTok của mình thì em cũng làm một cái video hướng dẫn về cách tăng follow trên TikTok để giúp bạn đạt 1.000 người theo dõi nhanh nhất. Thì mọi người có thể là click video ở dưới phần mô tả để mọi người có thể là tham khảo nhé. Ok, còn khi mà các bạn đủ điều kiện 1.000 lượt follow trên TikTok để các bạn bật live stream trên TikTok rồi, tại sao các bạn lại không thể phát live stream trên TikTok được? Lý do là các bạn đang bật chế độ hạn chế TikTok. Thì tất nhiên là các bạn sẽ không thể phát trực tiếp trên TikTok được rồi. Thì để mà chúng ta tắt được chế độ phát trực tiếp trên TikTok thì em sẽ hướng dẫn mọi người trên cái màn hình điện thoại của em. Thì mọi người hãy xem thật kỹ video hướng dẫn của em và làm theo trên màn hình của em nhé. Xin mời. Đầu tiên thì các bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản của TikTok của các bạn. Sau khi mà các bạn đăng nhập tài khoản TikTok của các bạn xong rồi thì điều kiện để chúng ta phát trực tiếp trên TikTok là tài khoản TikTok của chúng ta cần phải đạt 1.000 lượt follow trở lên. Nghĩa là chúng ta cần phải đạt 1.000 người theo dõi trở lên thì chúng ta mới phát trực tiếp trên TikTok được. Thì như các bạn đang nhìn trên màn hình, tài khoản TikTok của em đã đạt được 1.328 người theo dõi rồi. Thì em đủ điều kiện để phát trực tiếp trên TikTok. Thì để chúng ta phát trực tiếp trên TikTok thì mọi người ấn vào dấu cộng cho em. Đấy, mọi người nhìn không ạ? Đấy, thì khi mà các bạn đủ 1.000 lượt follow trên TikTok nó sẽ hiển thị cái từ live này. Còn nếu như bạn nào mà chưa đủ điều kiện 1.000 lượt follow trên TikTok này nó sẽ không hiển thị cái từ live này. Đấy, thì nếu như bạn nào chưa đạt được 1.000 lượt follow thì em cũng có cái video hướng dẫn cách tăng follow như thế nào, thì mọi người có thể là ấn ở dưới phần mô tả video để xem cách tăng follow nhé. Ok, thì để chúng ta phát trực tiếp trên TikTok thì mọi người sẽ ấn vào live cho em. Đấy, ok không ạ? Sau đó thì mọi người trước khi live stream thì mọi người cũng có thể là làm đẹp hiệu ứng này, làm đẹp này. Đấy, khuôn mặt rồi mắt to mắt nhỏ nhá. Đấy, mọi người có thể ấn vào bộ lọc này, mọi người có thể chọn này. Đấy, mọi người tự chọn nhá. Đấy, tùy mọi người đúng không ạ? Đấy, ok không ạ? Tùy mọi người chọn nhá. Đấy, em sẽ để chế độ không có nhá. Đấy, ok không ạ? Ok, sau đó chúng ta trở về này. Đấy, mọi người có thể là ấn vào hiệu ứng này. Đấy, mọi người có thể chọn này. Ồ, rất tuyệt vời đúng không ạ? Đây. Ủa, mọi người thấy không ạ? Đấy, đấy, mọi người nhìn này. Đấy, rất nhiều người luôn. Mọi người thấy không ạ? Ok nhá, thì em để chế độ không có nhá. Ok, đấy. Thì chúng ta sẽ ấn vào từ phát live, chúng ta phát trực tiếp thôi. Ok, nhưng mà ở đây là đã bật chế độ hạn chế không thể bắt đầu phát trực tiếp rồi. Đấy, khi mà chúng ta bật chế độ hạn chế TikTok thì chúng ta không thể phát live trực tiếp được. Vậy thì để mà chúng ta tắt chế độ hạn chế đi để chúng ta có thể phát live trực tiếp thì làm như thế nào? Thì đầu tiên mọi người sẽ trở về cho em nhé. Mọi người ấn vào dấu X này, góc trái trên cùng cho em này. Ok, để chúng ta tắt chế độ hạn chế TikTok thì mọi người sẽ ấn ba dấu chấm góc phải trên cùng cho em. Sau đó thì mọi người kéo xuống, mọi người nhìn thấy cái từ sức khỏe kỹ thuật số này thì mọi người ấn cho em. Đấy, mọi người nhìn không ạ? Chế độ hạn chế đang bật nhá. Bây giờ chúng ta tắt nhá. Thì mọi người ấn vào cái chỗ đã bật cho em. Đấy, sau đó là chúng ta sẽ ấn vào tắt chế độ hạn chế này.
Đấy, chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu của mọi người vào nhé, mật khẩu TikTok của mọi người vào nhé, sau ấn tiếp này. Đấy, như vậy là chế độ hạn chế đã tắt rồi. Đấy, em phát trực tiếp trên TikTok nhé. Đây, thì mọi người sẽ ấn vào dấu cộng này. Đấy, mọi người nhìn thấy ạ. Đấy, sau đó mọi người ấn vào Liver này. Sau đó là mọi người ấn phát Liver. Đấy, bắt đầu phát trực tiếp rồi đấy. Mọi người nhìn thấy không ạ? Ok, kết nối tốt. Đấy, mọi người thấy không ạ? Đấy, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đấy. Ok. Thì mọi người thấy tuyệt vời không ạ? Ok nhá. Đấy, thì để mà chúng ta có thể là kết thúc live thì mọi người nhìn thấy cái nút nguồn ở dưới này. Nút nguồn ở dưới này. Đấy, mọi người ấn nút nguồn này. Đấy, nó sẽ hỏi là mọi người sắp vào xem bạn có muốn kết thúc phiên live và chim không, thì mọi người ấn xác nhận thì nó sẽ kết thúc nhá. Đấy, ok không ạ? Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đây, mọi người không thích phát trực tiếp thì mọi người có thể ấn vào nút nguồn, sau đó mọi người ấn xác nhận là nó sẽ kết thúc này. Đấy, ok không ạ? Nó tóm tắt live của bạn luôn. Đấy, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, ok không ạ? Thì như vậy thì trong video ngày hôm nay thì em cũng đã hướng dẫn cho mọi người cách phát trực tiếp trên TikTok bằng chính điện thoại của các bạn cực kỳ là đơn giản. Thì mọi người thấy video này hay hữu ích thì mọi người hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận những video mới nhất của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video mới nhất của em. Bye bye!